Sân khấu lớn đã sẵn sàng cho một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất năm khi Argentina và Colombia chuẩn bị đối đầu với nhau tại chung kết Copa America 2024. Trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Hai ngày 15 tháng 7 lúc 7 giờ sáng tại sân vận động Hard Rock ở Miami, Florida. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cuộc đọ sức này khi mà Lionel Messi sẽ đặt mục tiêu giúp Argentina giành thêm một danh hiệu nữa sau khi đã dẫn dắt đội tuyển này đến các danh hiệu Copa America 2021, Cúp Liên lục địa Finalissima và World Cup 2022 trong một hành trình thành công ấn tượng. Dĩ nhiên, Colombia bước vào trận đấu này với tinh thần rất cao, mang theo chuỗi 28 trận bất bại vẫn còn nguyên đó, bao gồm cả việc xếp trên Brazil ở bảng D và đánh bại Uruguay trên đường vào trận chung kết. Mặc dù các nhà đương kim vô địch chính là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng bóng đá là đại diện của những bất ngờ, một điều mà cho đến trận đấu này thì Colombia vẫn đang tạo nên. Argentina cần phải đạt phong độ cao nhất để đánh bại Colombia, một đội bóng vừa kiên cường đặt chân đến vòng đấu cuối cùng, bất kể đã gặp phải những đối thủ khó chơi nhất. Nếu Ecuador không ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối ở tứ kết và đưa Argentina vào loạt luân lưu, thì nhà đương kim vô địch đã có thể vào chung kết mà không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, thầy trò Lionel Scaloni sau cùng đã chấp nhận một kết quả hòa dù sở hữu lợi thế từ sớm. Trên thực tế thì Messi và các đồng đội chưa thực sự gặp một trong những đội bóng cứng nhất của Nam Mỹ. Colombia chắc chắn sẽ mang đến cho họ một thử thách khó khăn hơn khi đã ghi được 12 bàn trong hành trình tiến đến trận chung kết. Đội bóng của huấn luyện viên Néstor Lorenzo đã vượt qua mọi khó khăn để đứng đầu một bảng đấu có sự góp mặt của Brazil, sau đó là đánh bại Panama với tỷ số 5-0 tại tứ kết. Họ đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 1-0 trước Uruguay tại vòng bán kết, mặc dù phải chơi toàn bộ hiệp 2 với 10 người trên sân. Quyết tâm đó sẽ lại được thử thách trong trận chung kết khi nhà vô địch thế giới Argentina muốn tiếp tục thống trị châu Mỹ. Copa America là giải đấu của CONMEBOL dành riêng cho khu vực Nam Mỹ. Nhưng năm nay với địa thế xứ cờ hoa, họ đã có nhiều khách VIP, toàn những ông kẹ của liên đoàn CONCACAF như là Mỹ, Mexico và Canada. Vì thế, Copa năm nay chính là sự kết hợp của Copa nguyên bản và Gold Cup. Nếu Argentina giành chức vô địch thì có thể xem là họ vừa thống trị cả châu Mỹ rồi. Argentina luôn là đội được đánh giá cao nhất để vào chung kết xét về đội hình và cách thức vòng đấu đã diễn ra. Colombia đã phải trải qua một bảng đấu khó khăn và vượt qua Uruguay để vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2001. Lần cuối cùng họ vô địch giải đấu. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Colombia hoàn toàn xứng đáng điền tên mình vào trận đấu cuối cùng như vậy. Khi mà trận chung kết vừa được xác định, các chuyên gia đã đưa ra dự đoán chính xác về đội sẽ giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Argentina là ứng cử viên nặng ký với 62,90% cơ hội nâng cao chiếc cúp theo như siêu máy tính từ Opta. Hành trình của La Albiceleste tại Copa America đã trôi qua gần như là hoàn hảo. Họ chỉ để thủng lưới một bàn trong suốt giải đấu, một bàn bị gỡ hòa trong thời gian bù giờ trước Ecuador khiến trận tứ kết phải tiến tới loạt đá luân lưu. Điểm tích cực đó là loạt đá pen sau đó đã diễn ra suôn sẻ, từ người sút cho đến những người bắt hầu như không có sai lầm. Messi sai thì đã có đi bù sửa. Chiến dịch này khác nhiều so với giai đoạn cả chục năm trở lại đây, khi mà Lionel Messi chính là người gánh đội. Còn bây giờ thì phải vào đến bán kết, anh mới có bàn đầu tiên. Nhưng chắc đội trưởng của La Albiceleste cũng chẳng quan tâm lắm, vì anh chưa mở nóng máy mà đội thì cứ băng băng về đích như thế này là tích cực lắm đây. Lautaro Martinez có khả năng sẽ giành được danh hiệu chiếc giày vàng của giải đấu này, cùng với Emiliano Martinez giành được găng tay vàng. Dibu đã cân bằng thành tích giữ sạch lưới của mình trong chiến dịch thành công của Argentina năm 2021, cũng là lần đầu tiên mà anh được triệu tập lên tuyển trong vai trò bắt chính. Colombia đã để thủng lưới 3 bàn trong giải đấu này, nhưng Los Cafeteros đã ghi được 12 bàn so với 8 bàn của Argentina. Colombia đã ghi được 5 bàn thắng vào lưới của Panama ở vòng tứ kết. Và nếu không nhận phải tấm thẻ đỏ từ sớm trước Uruguay, chưa chắc mảnh lưới của thầy trò Marcelo Bielsa có thể toàn vẹn trong phần còn lại. Luis Diaz và James Rodriguez đang là những trụ cột có thể nguy hiểm trong tấn công. Phần nào đó thì họ lại thiếu kinh nghiệm trong trận chung kết quốc tế với đội tuyển quốc gia của mình. Nhất là khi đây chính là trận chung kết đầu tiên của cả hai trong màu áo của đội tuyển quốc gia Colombia. Argentina có đội hình toàn những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và đó có thể là lợi thế lớn cho nhà đương kim vô địch Copa nếu trận đấu diễn ra cân bằng khi bước vào hiệp 2. Colombia có thể sẽ chơi mà không phải chịu áp lực vì họ là đội yếu hơn, nhưng nếu bị dẫn trước, họ sẽ rất khó để gửi lại câu trả lời trước đối thủ phía bên kia. Colombia vào đến trận chung kết với công lớn hơn nằm ở khả năng ghi bàn. Còn phía bên kia chiến tuyến, Argentina vẫn sẵn sàng với một tấm khiên vững chắc nhất. Thủ môn Emiliano Martinez đã dẫn dắt hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới có một bàn và giữ sạch lưới 4 lần cho đến nay tại Copa America.
Colombia cũng có hàng phòng ngự ấn tượng khi giữ cho Uruguay không ghi được bàn nào trong trận bán kết, mặc dù phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp 2. Trước đó, họ cầm hòa Brazil với tỷ số 1-1. Los Cafeteros đã để thủng lưới 2 lần trong giải đấu này, một lần trước Brazil và một lần trước Paraguay. Họ giữ sạch lưới 3 lần và không để thủng lưới trong 2 trận đấu vòng loại trực tiếp từ đó cho tới nay. Với điểm sáng từ những nhà đương kim vô địch, Lionel Messi đã vượt qua chấn thương để chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng của Argentina trước Canada và tất nhiên sẽ tiếp tục ra sân ở Miami. Dù xét về thống kê, năm nay hơi khiêm tốn, Leo vẫn sẽ là nhân tố truyền cảm hứng, cũng là nhân vật chính của trận đấu trong nỗ lực giữ vững đế chế Argentina năm thứ 3 liên tiếp. Dù sao thì quyết tâm của anh chẳng ai có thể nghi ngờ với phát biểu gần nhất. Chúng tôi hãy tận hưởng những gì chúng tôi đang trải qua với tư cách là một đội tuyển quốc gia, một tập thể. Thật không dễ để một lần nữa vào chung kết, để một lần nữa cạnh tranh để trở thành nhà vô địch. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina Lionel Scaloni đã bày tỏ mong muốn giữ chân Di Maria và Messi tiếp tục thi đấu quốc tế. Đối với Lionel Messi, điều này cũng tương tự như Angel. Chúng tôi phải để anh ấy tự nhiên và chúng tôi sẽ không bao giờ là người đóng cánh cửa đó. Anh ấy có thể ở lại với đội của chúng tôi bao lâu tùy thích và nếu anh ấy muốn giải nghệ nhưng vẫn đến thăm thì thật tuyệt. Lực lượng thi đấu của Argentina trong trận đấu tới có lẽ không chứng kiến sự thay đổi. Bàn thắng của Julian Alvarez ở bán kết sẽ giúp anh giữ vững được vị trí của mình trong đội hình so với Lautaro Martinez, trong khi Lionel Scaloni có hàng phòng ngự ổn định với Lisandro Martinez và Christian Romero ở vị trí trung vệ. Một vài câu hỏi vẫn còn ở hàng tiền vệ khi Nico Gonzalez và Giovanni Lo Celso cạnh tranh để chứng minh giá trị của mình trước Alexis McAllister, cầu thủ đang chơi ở cánh trái trong sơ đồ 4-4-2. 11 cái tên xuất phát sẽ là Dibu Martinez, Tagliafico, Lisandro Martinez, Romero, Molina. Hàng tiền vệ có McAllister, Enzo, De Paul và Di Maria. Hai nhân tố dẫn đầu không ai khác ngoài đội trưởng Lionel Messi cùng với Julian Alvarez. Về phía Colombia, họ sẽ không có hậu vệ Daniel Munoz của Crystal Palace sau thẻ đỏ của anh trong trận đấu với Uruguay. Santiago Arias sẽ chơi ở vị trí hậu vệ phải thay thế. Nhưng đấy chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn khi mà Munoz đã đều đá chính trọn vẹn ở cả 5 trận đấu trước đó cho đội bóng này. Điều đó sẽ khiến nhiệm vụ của Davinson Sanchez hay khu vực tiền vệ trụ cần phải tập trung. Richard Rios ở trận đấu với Uruguay chỉ thi đấu 61 phút trước khi nhận về chấn thương và nhường chỗ cho Mateus Uribe. Có khả năng anh sẽ được trao cơ hội nếu người đồng nghiệp chưa thể kịp bình phục. Như vậy, trong khối 4-3-3 của Colombia sẽ bắt đầu với thủ thành Vargas. Bộ tứ vệ bao gồm Mojica, Cuesta, Sanchez và Santiago Arias. Phía trên hàng tiền vệ có sự xuất hiện của John Arias, Lema và Uribe. Hàng tiền đạo là James Rodriguez, Cordoba và Luis Diaz. Không giống như hầu hết các vòng đấu loại trực tiếp, trận chung kết tại Copa America sẽ có hiệp phụ. Trong bối cảnh Colombia chưa từng thua một trận đấu nào kể từ tháng 3 năm 2022, khả năng mà trận chung kết Copa America không thể kết thúc trong 90 phút là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng có một điều thú vị là trận thua gần nhất của Colombia cũng là trước Argentina với bàn thắng duy nhất của Lautaro Martinez, một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 mà không có Messi. Còn khi trận đấu tiến xa hơn, niềm tin sẽ càng thuộc về những nhà đương kim vô địch. Argentina đã giành chiến thắng trong loạt luân lưu duy nhất trước Ecuador với tỷ số 4-2 và Colombia chưa từng bước vào loạt luân lưu trong giải đấu này. Lịch sử cũng không đứng về phía Colombia, họ chỉ có một chiến thắng trong 12 lần chạm trán gần nhất với Argentina và chỉ sở hữu một danh hiệu Copa duy nhất từ năm 2001. 3 trong 4 trận chung kết Copa America gần nhất có ít hơn 2 bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức. 2 trong số đó phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Vì vậy, hãy chờ đợi một trận đấu căng thẳng mà trong đó một khoảnh khắc xuất thần, có thể là của Messi, sẽ tạo nên sự khác biệt khi mà người hâm mộ mong chờ nhất. La Albiceleste chỉ còn cách danh hiệu lớn thứ 3 của họ một chiến thắng nữa thôi trong 3 năm qua. Họ đã đánh bại Brazil để giành chức vô địch Copa America 2021 và hạ gục Pháp trong trận chung kết FIFA World Cup 2022 đầy phấn khích. Lionel Messi tất nhiên là nhân vật thu hút sự chú ý nhất trong bất kỳ trận đấu nào của Argentina. Và liệu anh có tiếp tục là người được chọn để giữ vững hào quang tập thể, nối dài cơn mơ không có hồi kết hay không? Với việc Leo đã mở máy, dàn nhân sự thì chẳng thiếu một ai. Có lẽ Colombia sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu trọn vẹn, còn ngai vàng thì họ không lấy được đâu.